Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 18009908319princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thùy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với một tuần lễ của lễ tạ ơn người lời chào Ngọc Lan ngày hôm nay xin chào anh thủy kính chào quý khán giả rất là vui sáng nay nồi nói chuyện đủ thứ chuyện trên đời cả bởi vì tuần lễ của thanksgiving ngọc lan biết ngày hôm nay là một cái ngày mà cho những ai mà họ đi sớm thì còn tốt hôm nay là cái ngày rất tốt bởi vì uh, tin tức ghi nhận được uh, phi trường và phi trường los angeles uh, từ hôm cuối tuần đã bắt đầu bận rộn rồi từ hôm thứ bảy chúng tôi đã nghe những cái báo cáo liên quan đến số người chuẩn bị để rời nhà À, hàng năm nào cũng thế từ lễ tạ ơn cho đến à, giáng sinh mọi người từ nơi xa new york về lại cali hoặc là ở những nơi khác vân vân à, tụ tập để có được một buổi tối thứ năm này sau đó các em hoặc các cháu hoặc là cả gia đình nữa sẽ ở lại à, cho đến à, ngày thứ hai chúng ta lại thấy ngày thứ hai lại bận rộn vô cùng thưa quý vị cho nên à, vui lắm bởi vì bước vào tuần lễ tạ ơn nhiều tin tức vui để chào đón chúng ta sau thời gian đại dịch năm nay tôi thấy sáng nay đi thì thấy vui lắm Ngọc Lan bởi vì thấy giá xăng có cây xăng xuống còn 4 đồng 89 sen 4 đồng 79 luôn nữa à, đó là 4 đồng 89 là cái loại xăng ở giữa đó thưa quý vị 89 octane còn cái loại xăng mà 87 thì còn rẻ hơn nữa cho nên họ nói à, giá cả có vẻ giá xăng có vẻ giảm xuống nhưng mà không kịp bởi vì những ai mà mua gà tây vào sáng ngày hôm nay chúng tôi nghe nói là giá cao hơn 30 tới 40 cho nên họ nói một bữa cơm gà tây vào tối thứ năm này sẽ tốn phí thêm từ 30 đến 40 cho những gia đình người Mỹ và thậm chí sáng nay trên đài NPR đài phát thanh công lập đó họ lại đưa ra những cái đề nghị thay vì những cái món ăn bình thường truyền thống thì họ thay đổi những cái gì mà nó đắt đó thì thay đổi nhưng mà cuối cùng thì tôi thấy rằng cái việc mà thay đổi là mất đi cái tính truyền thống gà tây đó <laughs> um, mấy ngày qua đó thì tin tức mình coi thì thấy là giá bữa ăn cho Thanksgiving nó thay đổi rất là nhiều <laughs> và đúng là coi ở trên uh, trên online nhiều chỗ người ta đặt nguyên một cái phần ăn luôn, mình chỉ mang về thôi. Theo cái kiểu của Mỹ, tức là có gà tây rồi có những cái uh, stuffing gà gì. Đến ngày thứ năm chỉ đến lấy thôi, mang chỉ về. đến thôi. lấy yeah. thôi. Uh, nhưng mà khi mà Ngọc Lan thử đi chợ đi coi gà tây á uh, um. ở Costco hôm uh, cuối tuần á uh, thì thấy uh, giá gà tây uh, hình như vẫn vậy à, tức là gà tây á uh, wow. uh, 99 cent một pound cho cái loại này. Rồi có nó có một cái loại organic nữa thì nó ba đồng mấy. Nhưng mà họ có bán giới hạn là mỗi người được mua 5 con thôi. 5 con. 5 con thôi. Thì à, ví dụ như trong hình quý vị nhìn xem, anh Thụy nhìn xem đây cái con này, Ngọc Lan lựa một con nhỏ, tức là nó khoảng chừng 13 pound là nhỏ nhỏ. Là già nhỏ nhỏ Như vậy thì tính ra là nó cũng chỉ có 10 13 đồng thôi, 12 đồng mấy 13 ừ. đồng thôi. Xong rồi khi mà mình về rồi đó, nó mở ra cái con gà như vậy, ừ. rồi mình mình ướp ừ. nó theo cái cái cách thức này thì nó sẽ rất là ngon rồi để cuối cùng mình nướng ra ừ. con gà như thế này. Đây là con gà sáng nay Ngọc Lan vừa nướng xong. Yeah. một lát nữa mời anh Thụy và mọi người trong đài cùng ăn. Thì tính ra nếu mình làm á thì cái giá nó không đắt, nhưng mà những cái phụ phụ liệu đó ví dụ đây là chỉ mới con gà nhưng mà không ai mang con gà như vậy lên bàn hết nó còn một nhiều cái thứ mà để xung quanh nó uh, thì giá một lần biết nhé yeah, bởi yeah. vì họ nói nó um, giá gà tây cũng lên nhưng mà bởi vì không biết ở những cái nơi mà họ nói xa xôi hẻo lánh <laughs> thì đâu có costco đâu một lần yeah. cho nên chỉ cần thành thị thôi còn những nơi mà nó xa không có thành thị thì người ta phải ra những cái ngôi chợ làng á để họ kiếm thì những ông chủ các ngôi chợ làng này họ nói họ cạnh tranh không lại với walmart costco họ phải mua riêng cái nguồn của họ thì đến khi về tới tay họ rồi họ tốn tiền xăng để chở từ trung tâm trở về đây ừ. ngay cả những cái trang trại đó thì costco mua hết hay là walmart đã mua hết rồi họ chỉ còn ít lại một số gà tây cho nên giá gà tây ở nhiều nơi không phải là khu đô thị đã đắt hơn nhiều và ngọc lan có đề cập đến một điểm rất là quan trọng không thể ăn gà Tây mà không có những thứ khác. Đúng rồi. Họ nói potato và butter. Butter yeah. ha. Rồi sữa ha. Rồi pumpkin. Toàn những thứ truyền thống của người Mỹ ăn thôi. Mà thưa quý vị. Ăn một bữa cơm truyền thống của người Mỹ um, Thanksgiving. Mình mới thấy được những cái nét đặc biệt của nó. Họ có đủ um, thứ ở trên. Và đây là cái uh, sơ, sơ điểm đó. Bởi vì họ còn có bánh biscuit để ăn với gà Tây. Ừ. Tại vì chết... Rồi cái gravy, cái nước sốt của gà Tây nữa. Rồi có bean, rồi đủ hết thứ. Rồi gà tráng miệng là phải có pie. Uh, yeah. Pie? Uh, pumpkin bánh, bánh, pie. Bánh pumpkin pie. Cho nên đủ thứ hết. Và tất cả những thứ này nó chọn lại nó sẽ gây tốn kém. Họ nói uh, tính trung bình uh, mỗi một phần ăn là khoảng 9 đồng ở trong nhà một người. Thì so sánh với hai năm 2020 là lúc đó chỉ có đâu khoảng 7 đồng hay bao nhiêu thôi. Yeah. Bây giờ thì phải trả trung bình là 9 đồng. Đúng rồi. Mà nấu ở nhà đó nha. Yeah. Đúng, đó đó là nấu ở nhà. Ừ. Như Thủy nói ví dụ như nãy anh Thủy có nhắc uh, ví dụ như khoai tây đi, uh, trước đây mình mua một Đúng cái rồi. bịch uh, ừ. uh, cái khoai tây nhỏ 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 trong Costco, đó nó đó có đó, chỉ có 5 đó 6 ngon đồng ngon thôi, đó. nhưng mà năm nay gần 10 đồng một bịch rồi cái giá nó khác nhau tiếp tư và mỗi một yeah. chút nó 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 lên một tí lên một tí đấy. một tí à, chứ nhìn con gà không á thì ừ. thật ra thì nhìn mình nhìn mình thấy nó không có đắt dạ yeah. yeah. cho nên à, không biết quý vị sẽ ăn gì yeah. chúng tôi thì không ăn gà tây chỉ có hôm nay thì rất là may có ngọc lan nấu con gà tây mất bao lâu thì chuẩn từ lúc chuẩn bị cho đến xong con gà để mang vào đài À đi chợ mua con gà về ha. Rồi phải <laughs> chờ nó rã đông. À, Không thể nào mình làm làm con gà và mua về làm liền được hết á. Nó phải rã đông, rã đông xong rồi đó mình mới bắt đầu mình cho con gà nó tắm. Ừ. Nó tắm <laughs> ở trong một cái nồi, gọi gọi là nó nó phải cho nó vô một cái nồi ướp bao lâu? 24, 24 tiếng. 24 tiếng thì cái lúc đó thì con gà mà mình làm theo tại vì hồi xưa giờ ngọc lan cứ thấy ai nói ăn gà tây á người ta rất là ngán tại vì cái thịt nó quá nhiều mà nó nhạt nhưng mà uh, khi ướp mà kiểu mình, này thì mình đã. học hỏi được cái uh -huh. cách ướp như vậy tức là cho con gà nó nằm luôn ở trong cái nồi lật vòng 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 cho nó nó thấm có dùng 24. cái kim đâm vô no, người đó không no, no, có người nói tôi chưa <laughs> lấy cái kim đâm hết vào người đó để cho nó hút cái chất Bộ nó vào no. trong người đó à, thì sau khi như vậy rồi <laughs> thì bắt đầu là mình cho mình nướng thôi nướng nướng thì uh, như con gà này ngọc lan nướng 4 tiếng bốn 4 tiếng, dạ, tiếng thì mình cứ bật lửa mình nướng cũng không có phải mất công gì nhiều 350 độ ba trăm năm mươi độ đúng à. rồi uh, rồi xong rồi thì sáng nay là nó thành phẩm ra con gà đây dạ yeah. sáng nay là tức là bỏ mấy tiếng hồ để... mình nướng từ tối rồi sáng à. nay mình chỉ làm cho nó vàng lên như vậy để cho nó vàng Đúng. lúc mà nướng như vậy cũng phải chết gì lên người đâu à bơ, bơ oh. dạ thành ra cái cái mùa này á quý vị <laughs> uh, thật ra anh hồi nãy anh thủy đầu đầu ngày vô anh thủy rất là tươi tắn đã bắt đầu mùa thanksgiving ngoài cái chuyện mình đi ra ngoài chợ cuối tuần hay mình đi vào ừ. những cái shopping lớn mình thấy cái không khí nó náo nức ha rồi khi mà nướng gà tây ở nhà đó Trời ơi, cả cái nhà nó thơm bát ngát là cái mùi của của bơ mình chét con gà rồi những cái đồ mình bỏ ở trong cái nước trải ở dưới cái cái nồi để nướng để cho con gà nó thơm đó. Cho nên là đúng là cái không khí lễ hội là như vậy đó. Mình nghe được cái không khí, cái tưng bừng ở ngoài mà nghe cả được cái cái mùi vị của nó nữa. Thực sự đó thưa quý vị, cái miếng gà tây á mình lát miếng mỏng xong mình có miếng mashed potato Xong mình dưới cái gravy lên yeah. Xong có tí jam nữa Để vào ăn Thú vị vô cùng Ăn một tí tí như vậy thôi Chứ còn đừng nhìn nguyên con gà tay Thì mình bị ngán lắm Nhiều tin tức nữa Liên quan đến ngày lễ tạ ơn Kính mời quý vị cùng theo dõi Ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070 Happy Juicy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Quay trở lại với quý vị với cà phê sáng cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn lựa Sài Gòn TV theo dõi các phần tin tức vào buổi sáng và lễ tạ ơn năm nay ở tại miền Nam California ấm áp có thể là ấm hơn năm ngoái. Năm ngoái chúng tôi cũng nhớ cũng ấm nữa, Và đặc biệt đó là sau cái lạnh lạnh bắt đầu bước vào đông rồi đó, gần đến giáng sinh thì nhiệt độ ở tại miền Nam California thay đổi và đây là ngày dẫn đến ngày thứ năm này. Hôm nay thì họ nói mặc dầu buổi sáng nó lạnh. Westminster có 45 độ thôi, nhưng mà lốt thì 48. Ở trưa nay thì nó lên 75 rồi đến ngày thứ năm á 78 độ. Hmm cho nên à, buổi sáng mình ra ngoài thì mặc áo lạnh nhưng mà đến trưa thì mặc áo gió <laughs> đến tối thì mặc áo lạnh lại nhưng mà ngày thứ năm thì tuyệt vời vô cùng chúc mừng cho những ai à, từ nhà về tới từ nhà ở xa về tới nhà an toàn và chỉ mong là an toàn tội nghiệp lắm vì năm nào chúng tôi đọc thấy bản tin đó đến thứ năm vẫn có người kẹt ở trong phi trường những cái chuyện đã năm ngoái đã xảy ra năm nay thì chưa biết như thế nào bởi vì cái trận bão tuyết ở buffalo new york đã xong rồi thì đó cũng là một điều may mắn cho những ai mà phải trở về buffalo new york hoặc từ buffalo new york rời khỏi thì tránh được cái cơn bão tuyết đó nhưng mà chưa biết được chưa thấy dự báo thời tiết À, từ bây giờ đến ngày lễ tạ ơn này trên khắp nước Mỹ các tiểu bang khác sẽ gặp những cái trở ngại đó hay không? Chúng ta vẫn thấy thường xuyên năm nào cũng thế bắt đầu từ hai từ ngày thứ hai và thậm chí có những cái chuyến hủy bỏ hoặc là trì hoãn máy bay khiến nhiều người vì lý do họ không xin nghỉ làm sớm được họ phải rời nhà ngày thứ tư và nghĩ rằng sáng thứ tư đi thì đến chiều là đến nhưng mà sáng thứ tư ra ngoài phi trường kẹt cho tới thứ sáu luôn ở ừ, trong thị trường. Yeah. À, anh Thủy đang nhắc đến uh, Thanksgiving rồi nhắc đến là mình vào mùa này và chuẩn bị bước qua sau Thanksgiving là ừ. người ta lại chuẩn bị cho Noel rồi. Thì uh, có một cái tin hồi sáng Hà Lan đọc được là ở uh, Sài Gòn á là bây giờ là người ta đã bắt đầu đặt hàng cho những cái cây thông tươi. Ừ. Uh, một cây thông cao 6 mét tức là khoảng 18 phút. Ừ. Đúng rồi, 18 năm 150 triệu. 150 triệu tiền Việt Nam tức là bây giờ đó là hơn 6.000 đô la hơn sáu wow. 6.000 là chỉ mới cây thông thôi nha cây thông tươi và họ nói là cây thông này á à, giống như là hàng cao cấp nhập về từ Đan Mạch oh, cho nên cây cái thông tiền nhập cả. tiền vận chuyển á, là nó cao và vì vận chuyển bằng máy bay như vậy cho nên á là thời gian giữ cây thông này quý vị có thể trưng được lâu hơn đến một tháng rưỡi Tức là một tháng rưỡi nhưng mà phải bỏ ra 6.000 đô la, đó là chỉ mới cây thông thôi, còn nếu á, mà ai mà muốn trang trí luôn cây thông đó, họ cũng nhận trang trí luôn, thì cái giá nó sẽ lên đến 180 triệu, tức là cũng khoảng uh, 7.000 yeah. mấy, yeah. uh, khoảng 8.000 đô la cho một cái cây thông như thế, cho nên mới thấy rằng là... À, không, Ngọc Lan không có nhớ là cái cây thông ở ngay đây mình mua cây thông tươi á, thì bao nhiêu nhưng mà Ngọc Lan nhớ nó không chấm mấy, Dạ mấy. nó không có đắt tùy, đến tùy, như vậy. À. À, ngoài cây thông... nhưng mà cây sáu thước thì lớn lắm. Cây sáu, yeah, không cây sáu thước thì quá lớn à. cái giá đó thì tôi nghĩ là, là là phải ở đây nếu mà mình mua cái cây mà sáu thước chắc cũng cách đắt lắm nhưng mà không có tới sáu ngàn. Yeah, mà nhưng mà không ai mua sáu thước bởi vì nó quá lớn. để à, yeah. đếm nhà. Ha? mà cái này là những đã nói là đến bây giờ là có cái cái chỗ mà họ bán á họ nói là ở Sài Gòn họ nói là có ít nhất là bốn người đã đặt cho nhà đồng của đồng họ rồi. nhà nha tức là không phải là ở những cái building là... lớn mà họ đặt đâu tại vì những cái building sang trọng quá thường đó, người ta xài cây giả. Ở, ở Sài Gòn. Nào Tại nào vì nếu như vậy thì năm sau họ đại mang ra nữa. Chỉ có ở ngay ở Mỹ đây á là vào cái mùa này thì bắt đầu là à, quý vị sẽ chuẩn bị thấy là có những nơi người ta gọi là cái lễ thắp đèn cho cây thông. Yeah. À, thường á là là ngay sau Thanksgiving là mình sẽ thấy Đúng hay là rồi. bây giờ có nhiều nơi những cái shopping mall lớn thì có những cái cây thông nó nó cao bao nhiêu thứ Citadel, yeah. Citadel năm nào cũng có hết, ừ. trên đường free wifi. New York thì đã mang cây thông về rồi, chuẩn bị như Ngọc Lan nói sau lễ tạ ơn bắt đầu thắp đèn. À, thường trong nhà chúng ta mua cây thông để trong nhà thì nó nhỏ nhỏ hai thước, nhá. cao khoảng hai thước rồi. À, họ à, trong đó họ nói nếu mà trang hoàng luôn cây thông thì tốn bao nhiêu? 180 trăm tám oh, thôi triệu. Thô là là, là dạ. cộng thêm. Cộng thêm cộng gần hai ngàn uh... đô la cái tiền trang hoàng. Đúng rồi. Yeah. Tức là họ đưa mang tới nhà rồi trang hoàng hết tất cả. Họ làm hết, họ hết luôn đó, yeah. thì cái giá như vậy và bình chân đừng tháng rưỡi. Uh, và lễ <laughs> uh, FIFA giải túc cầu thế giới đã chính thức khai mạc ngày hôm qua và mang nhiều cái nét lịch sử lắm thưa quý vị bởi vì lần đầu tiên tổ chức ở một cái xứ nóng Ả Rập Qatar và thậm chí cũng không ai hiểu được có nhiều cái vấn đề tham nhũng từ năm 2015 tới 2016 và gặp phải sự biểu tình bởi vì họ nói có quá nhiều các quốc gia chẳng hạn như vùng Nam Mỹ họ cũng xin đăng cai để tổ chức mà lại không chọn lại đi chọn một cái xứ sở nóng như là Qatar không có truyền thống về đá banh chúng ta sẽ thảo luận hơn nữa nhưng mà ngày hôm qua đó khai mạc rồi cầu trường họ nói có khoảng đâu 70.000 hay là 40.000 à, cầu trường khoảng 40.000 nhưng mà cái số người chen vào vé bán thì không biết như thế nào nhưng mà bởi vì vẫn còn dư chỗ cho nên chính quyền cho phép người dân nghèo và chúng tôi nhìn thấy những người này được đi vào cái khu à, dành cho những người à, lao động đó còn cái nghĩa là hai bên tức là phía sau cái sân golf đó, sau cái 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 cái, cái, à, cái chỗ mà thuộc, à, để mà họ có thể à, xem được cho thấy rằng họ muốn fill up làm đầy hết cầu trường thì trận đấu đầu tiên bao giờ cũng là đội chủ nhà đá với đội ngoại quốc trong lịch sử chưa có trận nào mà đội chủ nhà thua hết. Tại vì đội chủ nhà họ có tới 10 năm ít nhất là 8 năm, 8 năm tới 12 năm. Qatar họ có 12 năm từ lúc mà, mà tranh giành năm 2015. Cho đến giờ phút này họ có bao nhiêu năm đó để chuẩn bị và trước đó nữa Bởi vì trong thời gian Mà xin á quý vị mặc dù là xin năm 2015 nhưng mà trước đó họ phải chứng minh Là họ có đủ khả năng Và phải cho giới chức của FIFA đến Xem coi cái quốc gia này có đủ khả năng Để tổ chức một cái cuộc thi đấu cả bao nhiêu triệu người vào khắp nơi hay không Thì thường là như vậy và Họ cũng chuẩn bị Phần lớn chúng ta thấy đó đôi khi đội chủ nhà thuê mướn những cầu thủ ở nước ngoài đá điều đó vẫn thường xảy ra thì trong trường hợp này họ không biết được có thuê mướn hay không chúng ta chờ các chuyên gia về đá banh để giải thích nhưng mà ngày hôm qua một cái sự đau buồn cho Qatar đó là cái trận thi đấu đầu tiên lẽ ra phải mang về cái chiến thắng thường là như vậy thưa quý vị đội chủ nhà họ chuẩn bị mà cho nên bằng mọi giá và cũng có thể là xui và bị bóc thăm đụng phải cái đội cũng khá là mạnh ở Nam Mỹ, Ecuador và cái hậu quả đó là bị thua 2-0. Cho nên hôm qua um, Qatar hiện nay bị mang tiếng khá nhiều bởi vì uh, trước khi giải thi đấu diễn ra đó họ ra cái lệnh cấm tất cả những ai vào trong cầu trường đó không được mua bia để uống. Ừ. Mà quý vị biết đó, uh, khán giả châu Âu đó, chủ trương của họ đó đi xem thể thao người Mỹ cũng thế nữa. Đi xem thể thao cầu trường vô là một cái hot dog với một lon bia. Không có chai nhưng mà một một cái ly bia như thế này. Và thậm chí bên Anh thì cái chuyện đó không không phải đề cập tới. Thì vì xem thể thao mà không có bia, không có đồ ăn thì ổn lắm. Hot dog thì khỏi nói rồi. Người Hồi giáo không có ăn thịt heo. <laughs> Cho nên không có hot dog luôn, không có gì heo hết trơn á. Đồ ăn thì có, nước ngọt thì có, nhưng mà không có bia giảm hào hứng giảm hào hứng nhìn cho nên <laughs> à, nhiều người nghe tới cái tin đó đấy thì ở châu âu họ dự trù đi thì họ hủy họ không muốn sang Qatar nữa rồi chưa kể là lên án nhiều cái vấn đề vi phạm về nhân quyền rồi người lao động làm việc để xây dựng các cầu trường đá banh này chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Cheezy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ Crispy Chicken Sandwich hay Big Mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 18009908319princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Câu lạc hậu Hoàng Trầm xin chào lại quý vị chúng tôi đang thảo luận về World Cup 2022 và trận đầu tiên đội Qatar thua đau đớn và là nỗi buồn bởi vì họ tập luyện quá trời luôn nhưng mà xui cho họ đụng phải đội cũng khá mạnh Ecuador mặc dù Ecuador ở vùng uh, Nam Mỹ châu uh, các đội khác xem thường nhưng mà đụng với một cái đội không có cái truyền thống về đá banh á, thì chắc chắn anh 2 không thì uh, uh, vấn đề lớn ở đây đó là trong những ngày qua dẫn đến cái ngày khai mạc thì rất nhiều người đề cập đến cái tình trạng vi phạm nhân quyền của Qatar rất nhiều những nhân viên trong lúc mà diễn ra trận đấu đó họ nói chứ cho đến giờ phút này họ chờ đợi hoài lương chưa trả qatar là một cái xứ giàu có mà tôi nghe đến đó tôi cũng rất ngạc nhiên rồi có những người công nhân họ nói trong thời gian qua đó họ bị áp lực làm việc giống như nô lệ như vậy tức là cái vấn đề nghỉ ngơi cái vấn đề phép hay là những cái vấn đề khác đó lẽ ra phải được tôn trọng ở xứ sở văn minh nhưng mà khi đến Qatar đó, cái sổ thông hành của bị họ bị giữ lại bởi vì sợ những người này sẽ trốn đi. Phần lớn là được đưa đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, những quốc gia nghèo và quá đông dân. Và vì thế khi mà Qatar nghe quảng cáo một cái là là thanh niên họ ghi danh để mà bởi vì thà là ra ngoại quốc làm việc và họ tin tưởng đến mà xứ sở giàu có ả rập à, giàu hỏa đó thì chắc chắn lương bổng cao rồi đủ hết thì họ được hứa hẹn nhiều mỗi một người bản tin nói đó phải đóng 4.000 đô la đó tiền chi phí à. máy bay rồi giấy tờ nhưng mà những người này vừa đến phi trường một cái đó là passport của họ bị giữ lại luôn và họ cứ làm việc như thế có nhiều người than phiền đến giờ phút này lương của họ chưa được trả hoặc là lương một vài tháng qua chưa được trả chi phí cái số tiền mà chính phủ Qatar đã chi trong vòng một chục năm qua xây dựng cầu trường và huấn luyện ở vấn đề đủ hết á. 270 tỷ Mỹ Kim gấp uh, gần 10 lần so với một quốc gia bình thường. À, lần mà đá banh ở Nga đó, họ tốn có 27 tỷ. Cái điều đó cũng dễ hiểu bởi vì uh, đâu phải chỉ có xây cầu trường đâu thưa quý vị. Chính quyền Qatar họ phải xây đường phố. Xây nhà ở bởi vì một triệu người hơn sẽ kéo tới Qatar vào ngày hôm nay trong thời gian qua Cho nên nếu mà không có những cái cơ sở hạ tầng này đó làm sao mà cung cấp được Chưa kể đó là bị mang tiếng với thế giới bên ngoài Một quốc gia giàu có như Qatar mà không chăm nổi cho du khách Chính vì thế hạ tầng cơ sở họ tốn kém quá nhiều Và phần lớn đó, sau khi làm xong đó tất cả những cầu trường này là ma sống không không có đá nữa bởi vì người ta chỉ đến đây có một lần mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì ai đá với ai học Lan ha. Ở nãy Ngọc Lan vừa mới lướt qua đó 11 giờ sáng nay thì là Mỹ đá với Anh. Uh, oh, yeah, Mỹ đá với Anh buổi sáng nay. Wow, đội xứ yeah. Wow, quý vị. Ờ yeah. um, mà khi mà anh anh thụy nói về oh, mình người Việt Nam mình á là rất là uhm. thích đá banh mê đá banh từ Việt Nam qua tới Mỹ nhưng mà À, Ngọc Lan thì lại không có biết đá banh. Mặc dù rồi. là trước đây á, các cái trận World Cup mà tổ chức, ai mà đến ngay báo người Việt mà coi á, đều trong đó đều thấy Ngọc Lan đi vòng vòng, vòng, Tường Trình viết bài nhưng mà, ghê gớm nhưng lắm mà à. chỉ là cái cái bình luận làm sao người khán giả đến coi như thế nào. Nhưng mà hỏi về các đội á, thì Ngọc Lan mù chớp. Tức năm là, là năm nay năm nay sao? Năm năm nay, năm nay, năm nay á, á, anh từng anh năm nay thì uh, leader Sài Gòn TV sẽ có tổ chức nhưng mà bắt đầu từ lúc mà còn à, à, 16, 16 đội thôi, đổi. trong Phước Lộc Thọ, yeah, quý yeah. vị sẽ ngay Phước Lộc Thọ hoặc là ngay ở dưới đài thì uh, cuối cùng thì cái địa điểm nó sẽ được quyết định vào giờ chót bởi vì có một số những cái uh, uh, chưa có thống nhất là nơi nào sẽ tiện lợi hơn cho quý vị xem nhưng mà đã nói uh, trong cái kỳ World Cup kỳ này đó như anh Thủy vừa nói ngoài uhm. cái chuyện mà người ta đang tố cáo những cái bất công đối với lại uh, Uh, những người lao động, những người làm nên cái khán đài vân ừ. vân. Thì bây giờ lướt qua mới biết rằng á ngay từ năm 2011 á là cái quốc gia này đã bắt đầu bị cùng với lại FIFA đã bị tố cáo về cái yeah. chuyện là gian lận uh -huh. để mà làm sao lấy được cái đấu thầu đó. Yeah. Mình mới thấy kinh khủng như thế nào. Cho nên một lần một cái trận đá banh lớn mang tính quốc tế như vậy đó thì cái số tiền mà cá cược, cái, cái những cái gì mà mang lại á ừ. nó khủng khiếp. Uh, ngay cả ở Việt Nam trước khi mà cái vòng mà chung kết World Cup này bắt đầu thì đã có những cái nơi mà người ta tổ chức cá độ online đó yeah. cái số tiền á tưởng tượng á nó lên trên 100 triệu đô la là Khổng bắt bắt đầu khí là khí bị à. bắt đầu bị bắt rồi và bắt đầu người ta đang điều tra tiếp theo nữa xem trong những ngày tới đây thì cái tiền cá độ lên đến mức độ nào ừ. khủng khiếp như vậy à, vui yeah. lắm mà ngày hôm qua tôi xem uh trận đá giữa Ecuador với Qatar đó thì thấy các cầu thủ của đội Ecuador họ mặc chiếc áo và mới thoạt nhìn tôi tưởng ô oh, cái huy hiệu này sao giống cái huy hiệu mình nhìn thấy ở bên Ukraine quá, trong ta thấy không? Dạ. Yeah. Rất là giống. Thì chúng tôi sáng nay so sánh, ó à, đây là cái huy hiệu của Ukraine nè, rất đẹp, coi 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 lạ lắm. Bây giờ thì bên phía Ukraine họ in ra nhiều lắm để bán cho du khách và dân chúng họ mua rất nhiều để ủng hộ cho đội nhà. Ukraine tội nghiệp lắm. Ukraine trong cái trận mà thi vòng loại để được vào World Cup á, đụng với đội Wales. Oh. Và thua đội Wales có một không thôi. Mà lúc đó nếu mà Ukraine vào được thì tôi đứng đằng sau Ukraine ủng hộ hết mình luôn. Nhưng mà trong không ban, nổi năm đổ năm đổ thua là thua thắng là thắng như 1 không hay 2-0 để yeah. xem <laughs> độ Wells cũng mạnh lắm thưa quý vị cho nên hôm hôm nay á Wells đụng với Hoa Kỳ đó phần lớn người ta bắt Wells nhiều hơn à, bởi vì Vương quốc Anh họ có đến Stokeland là Wells nè rồi England nè rồi Ireland ái nhĩ Lan đủ hết cho nên chúng ta thấy mặc dầu nói là độ Wells ở xứ Anh nhưng mà Wells đôi khi cũng đụng với England nữa và Tô Cách Lan nữa thì năm nay họ nói well có phần mạnh hơn USA. USA năm 2018 không lọt vào được. Năm nay thì may mắn vào được thì chưa biết như thế nào. Cũng không có những cầu thủ nổi trội của USA. Cho nên hy vọng, hy vọng 11 giờ giờ California là chúng ta xem 2 giờ chiều ở bên Washington DC. Bây giờ đó là giờ mà Leonardo TV đang họp cho nên tôi xin phép hôm nay được cáo không họp. À, thưa quý vị cũng một uh, tin khá là um, gây tranh cãi, gây tranh cãi, uh, không biết là anh Thụy với quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Đó là có một người đàn ông ở Đức, ông ta trên đường mà chở đi đi du lịch xong mà trở về quê nhà của mình á, ừ. thì ngay ở một cái trạm xe lửa, thì anh lượm được một cái tấm check giá ông nói là trời anh đọc mà anh đọc không ra con số luôn tức là nó nó là tính ra là khoảng 4.8 triệu Mỹ Kim có lúc đó là khoảng 4.7 ừ. triệu euro thì giờ là 4.8 triệu Mỹ Kim thì khi mà anh lụm được cái tấm check đó đó thì tấm check đó là ghi là trả cho cái công ty kẹo Haribo cái cái công oh. ty kẹo đó làm cái kẹo dẻo con gấu đó à, rất là nhiều người biết cái kẹo này thì khi mà anh cầm cái tấm check đó rồi đó anh nói là bây giờ sao cái tấm check này là uh, từ một cái hệ thống uh, các cái cửa hàng chợ ừ. búa họ gửi trả tiền cho cái công ty này Mà tại sao nó lại rớt Nó rớt xuống Thế là anh uh, sau khi suy được. nghĩ rồi Thì anh quyết định anh gọi cho cái công ty này anh báo. Ủa rằng chứ rằng anh tôi... không có sửa tên anh để anh cash ra oh. Anh gọi cho công ty này anh báo rằng là tôi đang cầm cái tấm check đó Thì thế là luật sư của cái công ty Haribo này liên lạc với anh Nói là ok Bây giờ anh phải hủy cái tấm check đó đi ừ. à, Hướng dẫn cho anh cái cách mà hủy cái tấm check đó xong đó Giống như là phải chụp hình đầu lại Để chứng tỏ rằng anh này đã hủy tấm check đó rồi Để báo cho họ biết Sau khi làm hết rồi đó Công ty này đã gửi tặng anh Một 6 triệu đô la Sáu bịch kẹo Sáu bịch kẹo như trong hình Haribo Gửi cho anh tặng anh sáu bịch kẹo dẻo Coi như một lời cảm <laughs> ơn wow, Thì cái chuyện này đưa lên á Người ta bắt đầu cảm thấy như thế nào à, họ họ bàn cãi cái gì về cái chuyện mà từ một cái tấm 4.8 triệu được trả lại và cái nhận cái phần thưởng thay cho lời cảm ơn là sáu gói kẹo dẻo như thế này xin mời quý vị cùng trở lại với Hoàng Trọng Thụy và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 7889. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua bất cứ crispy chicken sandwich hay Big Mac. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319-princesslife.com quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Cà phê sáng trở lại với quý khán thính giả trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo Ngọc Lan đang đề cập đến tin tức về câu chuyện của một tấm chi phiếu 4 triệu 8 đổi lấy 6 bịch kẹo. Sao gói kẹo? đúng là kẹo à, thì khi mà uh, anh uh, anh này tên là anh không có thấy để họ anh nhận được uh, thì anh trả lời với báo chí uh, những cái tờ báo này bên đức người ta đưa nhưng mà cái tin này nó thú vị cho nên là khắp nơi đều đưa loan tin này hết anh nói là anh không có trông chờ cái cái uh, cái, cái cái phần gì ghê hưởng, gớm, phải không? À, cái lời cảm ơn như vậy anh ừ. nói là trông nó rẻ tiền quá <laughs> bởi vì có sáu gói kẹo thôi. Nhưng mà khi cái tin này lên đưa lên á thì nói chung là có hai cái nguồn dư luận người ta báo người chí ta họ gọi gia. tới Haribo họ hỏi yeah, chứ. Người ta không. tham gia rất là nhiều ừ. thì bên cái công ty kẹo này á Haribo này họ nói rằng á à, bởi vì bên luật sư họ nói rằng cái tấm track đó có nó có một những cái cái uh, À, giống như nó được những cái gọi là bảo chứng như ừ, thế nào đó, mà chỉ rồi. có công ty này rút được thôi. Đương nhiên. Cho nên á, anh đó nếu anh không trả lại thì anh cũng không làm cũng được cũng gì dạ. với tấm trách đó. Tôi nghĩ vậy. Đó là <laughs> đó là về mặt luật pháp. Ừ. Còn cái chuyện mà xấu gói kẹo đó, đó là cái chính sách của công ty này. Tức oh. là khi giống như là để bày tỏ một cái lòng cảm ơn hay là quà tặng thì luôn luôn là sáu gói kẹo có nghĩa là nó không có thay đổi cho nên trong trường hợp này thì họ cũng gửi đi như thế ở nhiều chỗ khác thì nhiều cái ý kiến đưa lên ở chỗ thì nói rằng là ố cái chuyện mà không phải của mình thì trả lại cho người ta là đúng rồi, đúng rồi. nhưng mà cũng có người nói rằng là 4 triệu tám thì đổi lại là nên có một cái gì đó nó cụ thể hay là nó trân trọng hơn trang trọng hơn chứ không thể nào mà nhìn nó rẻ tiền giống đúng là kẹo như vậy sáu gói kẹo là may lắm rồi mua ở ngoài 4 5 đồng một bịch thì cũng mấy chục bạc rồi. May lắm nhưng mà đó là chính sách không thể nào khác yeah. được. À, thưa quý vị, um, tin tức ngày hôm nay vui cho những ai du lịch. Trong thời gian qua một trong những điểm mạnh là về du lịch của Hoa Kỳ là bởi vì đồng đô la tăng rất mạnh. Ngày hôm nay mà quý vị đi Nhật là tuyệt vời. À, hôm uh, thứ sáu vừa rồi chúng tôi check đó 170 yen đổi lấy một đô la. Khủng khiếp. Trong quá khứ cách đây hai năm trước khi đại dịch xảy ra đó là chỉ có khoảng 109 yen quý vị tưởng tượng thôi gần 70 và chưa kể đó là ở xứ Nhật ngày nay đó họ cần du khách vào sau đại dịch đó cho nên nhà ở cũng tốt hơn rồi ăn uống bây giờ có thể nói nó rẻ tiền hơn rất nhiều thì ngày hôm nay chính quyền của đảo quốc Bermuda thực ra đây là thuộc địa của nước Anh lúc trước bây giờ thì độc lập rồi nhưng mà cũng là một tụ điểm ở Caribbean mà du khách Mỹ, du khách ở các nơi về Bermuda đẹp, thưa quý vị. trong quá khứ thì họ nói ồ ở tại đây có vùng tam giác quỷ này nó đủ hết, đó. nhưng mà thực sự đó chỉ là cái chuyện mà không có chứng minh được. giờ đây đó, đây là một trong những địa điểm du lịch. À, sáng nay thì chính quyền Bermuda cho biết đó, những ai công dân Mỹ mà bay máy bay vào trong đảo quốc Bermuda này đó, miễn phí hết tất cả, tức là trước đây Ngọc Lan muốn vào đây đó Ngọc Lan phải đóng 40 đồng cái tiền entry fee à, thường là ở các đảo quốc họ làm như vậy rồi à, xin chi phí visa rất là mất công à, phải xin phép bây giờ thì chính quyền nó không cần luôn nữa Ngọc Lan chỉ cần cầm cái passport mình đến đó vào lên máy bay đó thì họ sẽ đưa cho tờ giấy thì tương tự như quý vị đi vào bất cứ quốc gia nào họ cũng đưa tờ giấy để kiểm khai đó kiểm kê đó để xem mình có mang cái gì vào hay không. Thì sau khi ghi tờ giấy đó rồi, xem như là một uh, du khách để vào Bermuda à, ngoại trừ quý vị muốn xin ở lại lâu thì phải qua các thủ tục. Nhưng mà phần lớn người ta đến đây khoảng tuần hai tuần thôi, thì uh, rất là tuyệt đẹp. Thì đó cũng là một trong những cái tụ điểm du lịch à, đặc biệt vào uh, mùa Giáng sinh này. Biển ở đây ấm như thường, không có cái gì thay đổi hết. Cho nên thời điểm này họ nói. Uh, À, ngày hôm nay đó là cư dân ở Bermuda bây giờ họ trở lại bình thường hết rồi, không cần kiểm soát covid, chích ngừa, không mang khẩu trang, tất cả mọi người đều ra đường rất là bình thường cho nên đó là cũng lý do họ muốn vực dậy cái ngành du lịch của quốc gia mà đã thiệt hại quá nặng nề trong vòng 2 năm trời vừa qua. À, sau những cái tin vui thì cũng có một tin không vui cho những người mà cho thuê nhà ở miền nam California đó hay nói ở California nói chung á thì người ta bảo vệ người thuê nhà chứ không bảo vệ chủ nhà. Cho nên á bây giờ những người chủ nhà họ nói là họ bị đặt trước những cái tình trạng ví dụ như trong trường hợp này là một người chủ nhà ở có người ta có một cái căn một cái khu giống như chung cư có bốn căn thôi ở gần trường đại học USC ở ừ. Los Angeles á người chủ nhà tên là Andrew anh nói rằng á Bây giờ có một cái người thuê nhà, một trong bốn căn nhà của anh á, mà cái ông này giống như là không biết có cái triệu chứng như bị tâm thần hay không, mà ông ta cứ la hét rồi ông ta đánh mẹ ông ta, rồi ông ta đánh bố của ông ta. Rồi xong rồi á, ngày cách đây chỉ mới vài ngày thôi, trong khi ông ông chủ nhà cũng ở trong một trong bốn căn nhà đó, đang ngủ giữa đêm thì nghe tiếng đập cửa gõ cửa thì nhìn ra camera thì thấy cái ông ông mà thuê nhà đó ông cầm cây ông đi ông giọng vô nhà tầm lưng ông hết này đó hả? Dạ. Ồ, rồi xong đó ông bẻ đó. đi mấy cái camera nhưng mà nói khi mà gọi cảnh sát á, thì rất là lâu cảnh sát mới tới để giải quyết cho những trường hợp này nhưng mà rồi thì cái sự giúp đỡ cho cảnh của cảnh sát trong những cái trường hợp đối với thuê cái nhà là này à? uh, rất là ít ỏi uh, oh, uh, họ nói khi mà đi lên ở trên tất cả lên uh, Google mình tìm kiếm cái sự mà hỗ trợ giúp đỡ cho người thuê nhà thì vô số vô số những cái chỉ dẫn phải làm sao để chủ nhà đừng có đu đuổi đi phải như thế nào để xin thêm cái tiền này tiền kia ở lại nhưng mà những cái hướng dẫn cho chủ nhà làm sao để họ bảo vệ được cái tài sản của họ làm sao họ bảo vệ được cái quyền lợi của họ thì quá là ít ỏi à, cho nên là họ lên tiếng về cái chuyện đó thì đây cũng là điều mà như ông um, chủ nhà ông andrew này ông nói đó bây giờ ông đã tiến hành cái thủ tục là trục xuất cái ừ. ông này ra khỏi nhà nhưng mà ông biết rằng cái thời gian đó, nó sẽ rất là lâu nhiều khi nó không phải là đếm một tuần một tháng mà có khi nó kéo dài cả sáu tháng hay là cả năm trời thì điều đó nó nó gây cái thiệt hại cho người chủ nhà nhiều quá họ đề nghị rằng là những người mà họ lên tiếng điều này rồi những người mà giống như cái hiệp hội của những người chủ nhà đó người ta nói là cần phải thay đổi là một cái chính sách như thế nào để nó có lợi nó bảo vệ được cái quyền lợi của người thuê nhưng mà người chủ cũng phải được bảo vệ nhưng mà một khi mà người thuê mà có trục chặt vấn đề rồi đó tín dụng của họ bị báo tức là người chủ nhà có quyền báo lên để mà gây ảnh hưởng đến cái tín dụng của họ, đó cái điểm đó. Thì cái việc mà những người này sau khi đã bị trục xuất rồi có thể họ sẽ lợi lúc đầu. Nhưng mà về sau để đi kiếm nhà ở rất là khó khăn. Ngoại trừ những cái khu vực mà ghê gớm, à, tội phạm nhiều mà thôi. Ở tại um, uh, Orlando, nơi có Disney World. Họ gọi là Epcot Center đó thưa quý vị. Cả một cái khu vực rộng lớn vô cùng. Ở thành phố Orlando phía um, gần... À, phía bắc của uh, Florida à, đang xảy ra một cái vụ này mà tin tức họ nói không biết cái người đàn ông ông là gốc Anh ông và người Anh họ hay đến uh, Florida chơi lắm bởi vì quá gần bay có vài tiếng là tới thôi thì đây là hình ảnh của một uh, người mang quốc tịch Anh vợ và con cùng đi chơi với ông. À, thế nhưng uh, vào uh, cách đây khoảng một tuần lễ đó tin tức này sáng nay mới được ghi nhận bởi vì cảnh sát hiện nay vẫn còn đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu về cái chết của ông này Philip Wayborn mới 40 tuổi thôi rất là khỏe mạnh khá giả nữa bởi vì mua cả một tuần lễ cho vợ con đi chơi ở uh, trung tâm Disney World mà đùng một cái ống lăn ra thì uh, cái có một cái quầy bar ở trong trung tâm ở Disneyland này báo cho cảnh sát và xe cứu thương đưa ông vào bệnh viện đó, thì chỉ có qua ngày hôm sau thì ông tắt thở chết ừ. thì họ khám phá trong máu của ông có ma túy đá, wow. câu hỏi đặt ra là ông uống hay là có ai đó gài cho ông uống? Bởi vì ông là một người rất khỏe mạnh và trong quá khứ người vợ nói ông và người ta biết là ông không có hề có cái cái chuyện mà sử dụng ma túy bao giờ cả. Thì cảnh sát nói rằng trong trường hợp này có những cái cơ thể nó không thích hợp. Có thể ông muốn thử hay sao đó, bởi vì tối hôm đó ông đi ra một mình. Ông đi vào quán bar để ông uống rượu, xong đó trong rượu có một viên ma túy đá. Và đó là cái hậu quả và cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành. Bên cạnh đó, đã vụ nổ súng thảm sát ở một cái vũ trường của người đồng tính. chúng tôi sẽ gửi thêm quý vị các chi tiết này trong câu chuyện của thời sự thế giới. tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.